Tập 18. Này. Nào. Tùy Hồng, bây giờ chúng ta đến quân bộ. Chủ nhiệm, trưởng đoàn nói anh đi một chuyến. Thủ tục đã ổn cả rồi. Bây giờ có thể đến bộ đặc chiến báo danh. Cảm ơn, cảm ơn. Đúng rồi, Tùy Hồng. Cô đến bộ đặc chiến trước. Tôi đi xem thử sư trưởng Tôn. Được. Vào đi. Sư trưởng Hóa Trung, sao cậu lại đến đây? Đã lâu rồi không được đứng trước mặt anh nghe chỉ thị. Lần này về bộ đặc chiến, đặc biệt đến thăm anh trước. Thế sự như phù du, tình người như nước chảy. Hiếm khi thấy cậu còn nhớ đến tôi. Sư trưởng, có thể phục vụ dưới trướng của anh, thật sự may mắn lớn nhất cuộc đời của tôi. Cậu có thể nghĩ như vậy, tôi thấy an ủi sâu sắc. Sư trưởng, tâm trạng của anh không tốt. Trại cao phái xảy ra chuyện rồi. Tôn Mộ Ti không thẹn với lòng. Nhưng mà suy cho cùng thì mất hết thể diện. Hóa Trung, đợt này cậu có thể phối hợp mật thiết với đội trưởng Trần, một lần phá tan âm mưu của quân Nhật, có thể coi là lập công rồi. Sư trưởng quá lời rồi. Chẳng qua tôi chỉ là may mắn gặp được chuyện này mà thôi. Hay, hay lắm. Thắng không kêu, bại không nản. Không giống như một số người mới lập một chút công đã hất mặt lên trời. Sư trưởng, anh muốn nói đội trưởng Trần, đội trưởng Trần một lòng hướng về đảng, xem ra không phải là loại người đó. Hắn ta là người thế nào? Đợi khi cậu vào bộ đặc chiến thì cậu tự nhiên sẽ rõ. Đúng rồi. Hồ sơ dân sự của cậu đều qua đây chưa? Đúng vậy. Cậu là lính cũ của tôi. Đợi sau khi Trần Thiên Phóng trở về, e rằng sẽ không có ngày tháng tốt đẹp nữa. May mà con người của Đỗ Nghiêm là người có lòng độ lượng. Đội trưởng Trần bây giờ không ở Trùng Khánh sao? Hắn muốn phản kích quân Nhật vào đường cùng, muốn lập công lớn. Tôi thấy sau cùng vẫn sẽ là hay quá khó dở. Dừng xe. Phải là đội trưởng Trần không? Trần Thiên Phóng. Đội trưởng Trần, phía trước chưa tới 10 dặm là căn cứ của địch. Anh phải xuống xe ở đây. Biết rồi. Phong Tử, có.
cho các anh em xuống xe tập hợp. Được. Đội trưởng Trừng, đây chính là ám hiệu liên hệ và phương thức liên lạc khi đến Trùng Khánh. Đội trưởng, bộ đội đã tập hợp xong. Anh em vất vả rồi. Đội trưởng Trừng, đi. Cho đi. Này đại tá, bật điện của quà đen. Tôi đang muốn tìm hắn tính sổ, không ngờ hắn lại tự chui đầu vào lưới. Ngài đại tá, ý của ngài là quà đen nghi ngờ Trần Thiên Phóng dẫn quân xâm nhập Vũ Hán, có ý đồ phá hoại cơ địa của không quân chúng ta. Thuộc hạ hiểu rõ. Vậy tôi lập tức sắp xếp trung đội tăng cường cảnh giác. Thả lỏng cảnh giác, chuẩn bị lấy gậy ông đập lưng ông. Tìm ai vậy? Nghe nói nhà anh có làm việc mới sống. Anh em mấy người chúng tôi đến đây tìm chén cơm ăn. Trên đường này của chúng tôi có rất nhiều nhà thợ gạch ngói. Cơm này chúng tôi tại sao phải cho các anh ăn? Anh em của chúng tôi đều là bái sư ở Trùng Khánh, học nghề ở Quảng Châu, đều là những thợ lành nghề. Nhà ở đâu? Dưới bầu trời, nơi đâu cũng là nhà. Nào, mời vào. Đào Đào, mời vào trong. Anh chính là đội trưởng Trần sao? Tại hạ là Trần Thiên Phóng. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ Lục Bình Hán, dẫn lệnh ẩn nấp ở Vũ Hán. Lục huynh, nhiệm vụ lần này của chúng tôi, tin chắc là anh đã nhận được tin tức rồi. Tôi đã hiểu rõ rồi, yên tâm. Tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp với các anh. Đào, mời ngồi. Vũ Hán là cứ điểm quan trọng, là đại bản doanh của Bộ Tư lệnh, tập đoàn phi hành của người Nhật, cung cấp chi viện quanh tạc cho toàn bộ cuộc chiến của quân Nhật. Mà đội chiến đấu trên không của quân Nhật ở Thanh Sơn là kẻ thi hành thực tế quanh tạc Trùng Khánh. Cũng có nghĩa là muốn ngăn chặn được quân Nhật quanh tạc Trùng Khánh thì cần phải phá hủy căn cứ chiến đấu trên không của bọn chúng. Theo lý là như vậy. Vậy thì đúng lúc chúng ta có kinh nghiệm phá hủy căn cứ hàng không của bọn chúng. Chúng ta diễn lại cảnh cũ cho bọn chúng. Sao lại dễ như vậy? Theo tình báo mà tôi tìm hiểu, quân đội trên không của quân Nhật quản lý nghiêm ngặt. Bộ căn cứ ít nhất bố trí một trung đội binh lực. Ngay cả việc đưa cơm đưa nước đều là bản thân của người Nhật tự phụ trách. Đừng nói là ra tay, ngay cả đến gần cũng khó khăn. Ngoại trừ đội chiến đấu trên không, quân Nhật ở Vũ Hán có sắp xếp chiến lược khác không? Căn cứ không quân và kho đạn dược của người Nhật Bản không ở một chỗ. Quân Nhật muốn tránh tay mắt nhằm về an toàn và căn cứ không quân sắp xếp kho đạn dược ở Bắc Sơn, hai nơi cách nhau 200 dặm. Cảnh giới ở bên đó thế nào? Nghiêm ngặt như nhau. Nghe nói quân đội hậu cận mật đất là bộ đội quân bài của quân Nhật, nhưng mà so với căn cứ không quân, binh lực hơi ít. Ý của anh là kho đạn dược dễ ra tay hơn, chỉ là dễ hơn một chút thôi. Theo tôi thấy, căn cứ không quân và kho đạn dược đều là cục xương khó gặm. Nếu như dễ gặm thì chúng tôi đã không đến rồi. Bản đồ địa hình của hai địa điểm này trong tay anh có không? Bọn Nhật phòng thủ quá nghiêm, chúng tôi chỉ có vị trí đại khái thôi, không nắm được tình báo có giá trị nào cả. Được, như vậy đi, chúng tôi trở về nghiên cứu một chút. Nếu như cần gì anh giúp đỡ thì lại cần phải làm phiền anh rồi. Được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn. Cảm
Tình hình gì vậy? Quân lính canh gác của Nhật còn đứng uống rượu. Nơi đây làm gì giống như nơi canh gác nghiêm ngặt? Có phải lão Lục bị nhầm lẫn không? Hoặc là có lẽ lão Lục ở căn cứ địa lâu rồi, thấy như vậy là nghiêm ngặt. E là không đơn giản như vậy. Đội trưởng, tôi lo lắng có mai phục. Nếu như tình báo lão Lục nó là thật, vậy thì tình hình bây giờ gặp phải chỉ có một cách giải thích. Cố ý làm như vậy, muốn dụ chúng ta mắc câu. Bọn Nhật làm sao biết kế hoạch của chúng ta? Nếu như bọn Nhật có thể cài cắm gian tế ở danh pháo của chúng ta, thì chứng minh đội bộ của chúng ta đã không an toàn rồi. Ý của anh là kế hoạch hành động của chúng ta đã bị tiết lộ rồi. Những ngày này có động tĩnh gì không? Không có. Thưa ngài đại tá, có phải tình báo của quân đen có vấn đề? Sẽ không. Tôi hiểu đối thủ Trần Thiên Phóng này, hắn giống như một con sói, luôn chờ đợi thời cơ. Sau đó, vào lúc người ta buông lỏng cảnh giác nhất, cho một nhát chí mạng. Truyền lệnh xuống dưới, căn cứ vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu lời một, không được có bất kỳ sơ suất nào. Nhưng đội trưởng, lẽ nào thực sự bỏ như vậy? Tôi đã nói bỏ như vậy chưa? Đúng, tốt xấu chúng ta cũng thử một lần, giết là đủ, giết được hai là chúng ta lời rồi. Đội trưởng, anh nói tôi nói đúng không? Trụ tử, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chuyện gì cũng phải động não. Đội trưởng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Rốt cuộc là cái bẫy hay là phòng thủ của quân địch thực sự thả lỏng? Sau này sẽ biết thôi. Vào đi. Thủ lĩnh, chuẩn bị xuất phát. Bây giờ đi sao? Không gọi những huynh đệ khác sao? Chỉ bắn một con chim, không cần phải kinh động đến vậy. Đi. Không phải, đi đâu bắn chim chứ? Thủ lĩnh, làm thế nào? Anh cứ nói. Nhớ kỹ, đây gọi là ném đá hỏi đường. Có biến. Mau. Có nhìn thấy không? Nguy hiểm quá. Báo cáo đại tá, khu rừng phía nam doanh trại phát hiện có một động tĩnh. Thiếu tá Makino đã hạ lệnh bao vây chỗ đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lập tức phái người chỉ điện cho Makino. Rõ. Dừng. Lên. Lục soát cho tôi. Đi. Tình hình gì vậy? Chuyện gì đây?
em là bộ nhược, thuyền cỏ mượn tên. Đi. Báo cáo thiếu tá, trong rừng không có ai. Makino, phát hiện gì rồi? Không phát hiện kẻ địch. Có lẽ là ảo giác. Lập tức quay về căn cứ. Rõ. Về căn cứ. Nguy hiểm quá. Nếu như lúc nãy kinh xuất hành động, bây giờ đã bị bắn thành tấm bia rồi. Cảnh giới lỏng lẻo chính là cái bẫy để chúng ta tấn công. Thủ lĩnh, bây giờ làm sao? Né tránh khi thấy người khác, kinh đồng xích tay. Lão lục không phải nói rồi sao? Căn cứ hàng không và kho đạn dược của quân Nhật cách nhau 20 km. Cậu là nói bởi vì chim chóc trong rừng phía nam bị kinh động, cho nên các cậu mới áp dụng hành động. Đúng, đại tá các hạ. Vì ngoài khu rừng phía nam ra, những nơi khác có lục soát chưa? Không có. Một lũ ngu xuẩn. Nhưng vậy tôi lập tức dẫn người tiến hành lục soát xung quanh. Được rồi. Một đám ngu ngốc đã đánh thắng đồng cỏ rồi. Lập tức thông báo hiến binh. Lập tức phong tỏa các con đường. Một khi phát hiện người nào khả nghi lập tức bắt ngay. Dân, còn nữa, lập tức liên hệ với kho đạn dược, bảo quản họ lập tức chuẩn bị đủ bơm và thuốc nổ. Dân, vậy bây giờ tôi lập tức đi gọi điện cho đội trưởng Okazaki. Kho đạn dược Bắc Sơn, tôi là Okazaki, đội trưởng Okazaki. Đại tá Onizuka định cho cậu chuẩn bị đủ đạn dược. Chúng tôi sẽ lập tức tiến hành quanh tạc Trùng Khánh. Dân, đại tá xin hãy yên tâm, tôi lập tức chuẩn bị. Cậu lập tức bảo Uchiyama đến gặp tôi. Dân, xem ra lão lục nói không sai. Phòng vệ của kho đạn dược Bắc Sơn bọn họ và phòng vệ của đội chiến đấu hàng không không hề kém nhau. Nhiều đến nhiều như vậy, xem ra kế hoạch thâm nhập kho đạn dược tan thành mấy khói rồi. Có cách rồi. Thủ lĩnh, ý của anh là đánh chiếm chỗ này. Nghe rõ đây, tuyệt đối đừng làm ra động tĩnh lớn. Nơi này cách kho đạn dược của bộ Nhật rất gần. Một khi đánh rắn đồng cỏ, thì tiêu. Anh yên tâm, tôi phụ trách cảnh giới. Trường tử, trụ tử, hai cậu mỗi người dẫn theo một tiểu đội. Lên. Đi, đi.
Cẩn thận chút. Được rồi. Báo cáo. Vào đi. Đạn dược đã chuẩn bị xong chưa? Vâng. Đã chuẩn bị đủ rồi. Có thể vận chuyển bất cứ lúc nào. Vất vả rồi. Lùi xuống đi. Nói máy cho tôi đến đội chiến hàng không. Vâng. Báo cáo thiếu tá Makino, thuốc nổ đã chuẩn bị xong rồi. Được, lập tức sẽ báo cho đại tá. Báo cáo đại tá, Okazaki gọi đến nói đạn dược đã chuẩn bị xong rồi. Được, ngày mai anh phải đích thân áp tải. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để bất kỳ sơ sót nào. Hiểu. Tôi lập tức đi thông báo cho Okazaki. Đi đi. Rõ. Thế nào? Đạn dược quân Nhật dùng để quanh tạc chuẩn bị xong rồi. Onisuka ngày mai sẽ phái người đến đây vận chuyển lô đạn dược này. Lại là Onisuka. Đúng, Onisuka. Đối thủ cũ của chúng ta. Hắn đúng là âm hồn không tan. Onisuka càng ngày càng phát triển. Lần này hắn chắc chắn vận chuyển một lô thuốc nổ. Anh muốn làm gì? Rất rõ ràng lần này mục tiêu quanh tạc của quân Nhật bọn họ không chỉ là vật tư quân sự của chúng ta. Nếu như bọn họ đạt được mục đích, có bao nhiêu là ba tấm sẽ phải chết oan. Mặc kệ thế nào, ngày mai trước khi đội vận chuyển của quân Nhật đến, chúng ta buộc phải phá hủy kho đạn dược của chúng. Về phía kho đạn dược, không xuất hiện tình hình bất thường gì chứ? Nào, cậu lập tức đi thông báo Kamikawa, bảo cậu ta dẫn hai tiểu đội đến Bắc Xuyên hỗ trợ cảnh giới. Nhất định phải đảm bảo kho đạn dược không bị sơ sót gì. Rõ. Bây giờ điều duy nhất chúng ta còn có thể làm chính là giả trang thành đội vận chuyển của Nhật, nghĩ cách trà trộn vào kho đạn dược Bắc Sơn. Unisuka nếu đã biết mục tiêu hành động của chúng ta, ngày mai chắc chắn sẽ phái đội binh vận chuyển. Khúc xương cứng này e là rất khó nhai. Khúc xương này có khó nhai đến đâu cũng phải nhai. Thủ lĩnh, dưới núi phát hiện đại đội quân Nhật. Đại đội quân Nhật, lúc nãy trong điện thoại không phải nói ngày mai đến sao? Bây giờ không lo được nhiều như vậy, tùy cơ ứng biến thôi. Đi.
Bọn họ có phải phát hiện được gì rồi không? Lần này phiền phức rồi. Không phiền. Nếu như bọn Nhật sợ chúng ta, ra tay với kho đạn dược của bọn họ, lần này chúng ta sẽ tương kế tụ kế. Trường tử, thi thể của bọn Nhật chúng ta tiêu diệt đâu? Giết sau rừng rồi. Được. Đi, lập tức quay về. Dừng lại. Cảnh giới. Thiếu tá, có biến. Sự lo lắng của đại tá Unizuka không hề dư thừa. Đi thám thính tình hình. Rõ. Yamaguchi, tôi dẫn một tiểu đội đến phía trước thám thính tình hình. Dừng, đi theo tôi. Mau. Trừ tử, lát nữa cậu và bọn họ đến khu rừng đối diện giáo dần giao lửa. Đợi bộ đội chi viện của bọn Nhật đến, lập tức rút lui. Hiểu rồi. Trừ tử, cậu đừng có nổ súng vào người của mình đó. Trừ tử, cậu có phải mắng tôi không? Tôi ngốc như vậy sao? Không chắc được, đề phòng lỡ như. Đừng phải nhớ kỹ. Lát nữa trước khi đi, mỗi người nổ thêm vài nhát súng lên người bọn Nhật. Yên tâm đi thủ lĩnh, không thiếu được đâu. Thủ lĩnh, tôi không biết nói tiếng Nhật phải làm sao. Sau khi nhìn thấy bọn họ, các cậu chỉ cần hét lớn lên trong rừng. Ở đó, ở đó, ở đó, ở đó. Đợi sau khi bọn họ rút lui, các cậu nói với bọn họ: chị trốn rồi, chị trốn rồi. Nói lại lần nữa, chị trốn rồi. Nhớ rồi chứ, nhớ kỹ rồi. Tuyệt đối phải nhớ kỹ. Tiếp tục phải nói: ở đó, ở đó. Sau đó nói: chị trốn rồi, chị trốn rồi. Tuyệt đối đừng có nói nhầm đó. Yên tâm, tôi không phải trụ tử. Cây trắm, vào vị trí. Đi. Đi. Đó là nơi nào? Bên đó là nơi đóng quân của đội cảnh vệ liên lạc của quân ta. Người Trung Quốc xảo quyệt. Bọn chúng là bốn nghe lén tình báo của quân ta. Chỉ đáng tiếc bọn họ chọn nhầm chỗ. Người đâu? Có kẻ địch đánh lén. Bao. Cứu mạng. Chuyện gì vậy? Qua đó xem thử. Dân, mấy người các cậu đi theo tôi. Dân, đừng nổ súng. Chúng tôi là người của mình. Người của mình. Dừng lại, không được cử động. Nếu không tôi sẽ nổ súng. Đừng nổ súng, chúng tôi cũng là quân của đế quốc. Đừng nổ súng. Chuyện gì vậy? Báo cáo trưởng quan. Đội cảnh vệ liên lạc quân ta bị tập kích. Kẻ địch cố ý đồ phá hoại thiết bị liên lạc. Chúng tôi rất cần được chi viện. Đối phương có bao nhiêu người? 20 người. Cậu dẫn một tiểu đội lập tức đi chi viện. Dân, đi theo tôi. Hành động phải nhanh. Cậu, đi theo tôi. Dân. Tình hình gì vậy? Ở đó, ở đó. Được rồi, rút. Bao vây chỗ này, tiêu diệt kẻ địch. Chạy trốn rồi, chạy trốn rồi. Đuổi theo. Báo cáo thiếu tá, tuy chức là đội trưởng Mizuhiro của đội cảnh vệ liên lạc, phụ trách an toàn thông tin liên lạc của quân Bắc Sơn ta. Lúc nãy có một đám người Trung Quốc đột nhập xuất hiện, tập kích chúng tôi. May mà có thiếu tá đến kịp. Xem ra sự lo lắng của đại tá Unizuka không phải là dư thừa. Đúng vậy. Lần này chúng ta hỗ trợ kho đạn dược là vô cùng thiết yếu. Báo cáo thiếu tá, kẻ địch tập kích của đội cảnh vệ đã bị đánh lui. Thiếu tá Yamaguchi đang truy quét kẻ địch còn sót lại. Biết rồi, chuyện này cần báo cáo cho đại tá ngay. Hai người các cậu cùng tôi đến kho đạn dược. Rõ. Nhưng mà cảnh giới liên lạc chỗ này thì phải làm sao?
nói với Magaguchi để lại một tiểu đội phụ trách bảo vệ đường dây liên lạc. Rõ. Khẩu lệnh: hoa đào đầy cây, dư luận xuất trình giấy tờ. Thiếu tá Kamikawa, đội trưởng Okazaki đã chờ nhiều chờ. Mời. Thiếu tá Kamikawa, Okazaki, anh đã nhận được thông báo rồi đúng không? Đúng, thiếu tá Makino đã gọi điện cho tôi rồi. Kamikawa, vất vả rồi, tận chức trách thôi. Okazaki vô cùng thận trọng, không phụ kỳ vọng của đại tá Onizuka, đảm bảo hoa đạn dược không có sơ sót là trách nhiệm của thuộc hạ, không dám có chút sơ sót nào. Tôi nghe nói có một bộ phận kẻ địch đã thâm nhập vào Vũ Hán, chúng ta đã phát hiện được tung tích của bọn họ trên đường. Rất rõ ràng mục tiêu của họ chính là ở đây, may là đại tá dự đoán sớm. Hai người các cậu qua đây. Alo, tôi là đại tá Onizuka, thuộc hạ là Kamikawa. Bộ ta đã đến kho đạn dược Bắc Sơn, thuận lợi chứ? Báo cáo đại tá, trên đường chúng tôi đã gặp kẻ địch không rõ lai lịch, nhưng đối phương đã bị quân ta đánh lui. Cái gì? Chút cuộc là chuyện gì? Kẻ địch đã tấn công vào đội cảnh vệ của Bắc Sơn. Xin đợi chút, tôi bảo đội trưởng đội cảnh vệ báo cáo với ngài. Là đại tá Onizuka, đội cảnh vệ liên lạc Bắc Sơn, Mitsuhiro báo cáo với đại tá. Tôi biết rồi. Đối đội trưởng Kamikawa nghe điện thoại. Dừng. Đại tá, ngày mai Makino sẽ thống lĩnh đội quân dẫn chuyển tuyến về kho đạn dược. Tối nay cậu phải toàn lực cảnh giới, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đại tá xin hãy yên tâm, thuộc hạ chỉ cần sẽ cố gắng hết sức. Nếu xảy ra vấn đề gì thì cậu tự tử luôn đi. Đại tá nói gì? Đội vận chuyển ngày mai sẽ đến. Chúng ta buộc phải đảm bảo an toàn cho kho đạn dược, nếu không xử theo quân pháp. Hiểu rồi. Ngày mai trời sáng lập tức xuất phát, nhanh chóng vận chuyển kho đạn dược về căn cứ. Rõ. Đại tá, có phải xảy ra biến cố gì không? Đội cảnh vệ liên lạc ở gần kho đạn dược Bắc Sơn bị tấn công bởi một nhóm kẻ địch không rõ lai lịch. May mà Kamiyawa đến kịp. Chẳng lẽ là Trần Thiên Phóng? Có chuyện gì không? Chúng tôi quay về căn cứ hay là... Các cậu cứ ở đây qua đêm, sáng mai rồi về. Trời tối rồi, kẻ địch rất có thể trốn trong bóng tối. Tôi không muốn binh sĩ của đế quốc có thương vong gì. Dân, cảm ơn thiếu tá.
Làm gì vậy? Cậu ngủ không được sao? Máu, máu. Người đâu? Xong rồi, xong rồi. Nhanh thật đó, vẫn chậm hơn tôi một chút. Phí lời. Nằm giết người và đứng giết người có thể như nhau sao? Cũng đúng, biết thì tốt. Không thể chậm trễ, dẫn theo về huynh đệ canh giữ. Những người khác đi theo tôi, dân. Sasaki, Okasaki, tôi nghĩ đêm nay các kho đạn dược không có gì đâu. Đúng vậy, may nhờ sự hỗ trợ của Kamikawa. Lúc này tôi ngược lại có thể hy vọng Trần Tiên Phong đó có thể chui đầu vào lưới. Có kẻ địch, cảnh giới. Kẻ địch tấn công, chuẩn bị chiến đấu.